Xin chào tất cả bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hùng Audio Sài Gòn. Trước mắt của các bác đó là một số dòng dây loa của hãng Benden, một trong những dòng dây rất là nổi tiếng ở trên thị trường nhé. Dòng dây Benden. Dòng dây này là dòng dây phun hết đầu jack nha bác. Mỗi vế của nó là 2,5 m nhé. Bên em có loại đầu jack bắp chuối này, mỏ chim này, bắp chuối ra mỏ chim đều đầy đủ cho tất cả bác nhé. Dây này thì là một dòng dây loại đồng, dây rất là mềm dẻo nhé. Và giá một bộ như thế này chỉ có 550.000 đồng thôi, nhưng chất lượng, chất âm của nó mang lại cực kỳ là hay. Tiếp theo thì em vừa cập bến được tầm khoảng là 100 bộ dây micro, dây USA nhé. Dây này có chiều dài là 6 m, giá là 350.000 đồng một sợi nhé, cực kỳ là ngon. Và tiếp theo đó là những bộ dây loa, dây AV knock dot nhé. Dòng bản rẻ cực kỳ là chất lượng để cho tất cả bác sử dụng cho dàn âm dân của mình. Dòng dây này thì chất âm của nó rất là sạch sẽ và rất là chi tiết nha bác. Thích hợp cho những bác nào sử dụng cho những con âm ly đèn, băng cối, những con Rudman, những con Acouphase, những con âm ly đời cao để mình đánh nhạc vàng, nhạc bolero, tiếng cực kỳ là hay. Đây là những bộ dây AV cũng tầm giá như vậy nhé. Và dây loa này thì giá của nó là 1.750.000, còn dây AV giá là 1.050.000 nhé. Trên đây là những bộ dây ba lăng được cái của hãng Quest đến từ Anh Quốc này, giá là 900 một cặp nhé. Đây là những sợi dây quang Audio Quest, dây quang của ở Mỹ nhé. Dây này thì giá là 650.000 đồng một bộ nhé. Dây dài 1,5 m nha bác. Rất là nhiều những cái bộ dây bãi Nhật, Micro, dây 3.5, Full Touch, rất là nhiều nhé. Đó thì bên em chuyên phụ kiện âm thanh, những bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em nhé. Rồi thì em cũng xin kết thúc video ở đây. Chào các bác, hẹn các bác ở các video tiếp theo. Xin chào.